Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu thêm một nhóm, một trong những vitamin nằm trong nhóm vitamin tan trong nước. Đó là vitamin BB hay gọi là vitamin B3. Vitamin này là một trong những vitamin tan trong nước. Nguồn gốc của vitamin B3 này nó có chủ yếu trong gan, trong thận, trong thịt cá, trong ngũ cốc và trong men bia. Các loại rau xanh cũng có chứa vitamin B3. Do vậy là khi mà những cái vitamin nhóm B ấy, mà nó có chứa trong đa dạng nguồn gốc thực phẩm, ví dụ như có trong những cái nguồn gốc cả từ thực vật và động vật, thì nó là một trong những vitamin có khả năng cung cấp cho cơ thể rất là đa dạng. Do đó tình trạng thiếu những vitamin này gần như ít khi xảy ra, chỉ xảy ra trong những trường hợp bệnh lý, chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt. Và những trường hợp mà thiếu vitamin BP, vitamin B3 ở trong những trường hợp như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể như sau. Thứ hai là về dược độc học của vitamin B3 mình nói nhiều mình lẫn lộn hết cả. Vitamin BP đi cho nó dễ. Thì vitamin BP được hấp thu chủ yếu qua đường tiêu hóa, mà phân bố thì chúng được khuếch tán vào các mô và tập trung nhiều ở gan, và thải trừ chúng chủ yếu thải trừ qua nước tiểu. Và tác dụng của vitamin BP thì vitamin BP nó tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa, và đặc biệt nó tham gia vào cũng có quá trình chuyển hóa của cholesterol, của các axit béo, và nó tạo ra năng lượng ATP cung cấp cho chuỗi hoạt động của tế bào. Do đó là vitamin BP cũng có giữ một vai trò rất là quan trọng, tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động. Đó. Và vitamin BP nó giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da khỏe mạnh. Và trong chính vì cái tác dụng này nên là vitamin BP được rất là ưa chuộng để sử dụng trong các ngành mỹ phẩm. Vitamin BP, vitamin C, vitamin E trong các ngành mỹ phẩm thì thường thường có chứa những cái thành phần này, vì vitamin BP nó giữ vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da khỏe mạnh, nên là việc sử dụng cái sản phẩm BP ngoài da cũng rất là hiệu quả và làm đẹp cho chị em phụ nữ. Ngoài tác dụng làm đẹp trên da thì vitamin BP cũng đã được chứng minh rằng là vitamin BP có tác dụng đối với trường hợp trứng cá. Do đó là trong cái ngành công nghiệp mỹ phẩm thì vitamin BP cũng được đưa vào trong những chế phẩm mà điều trị trứng cá, hoặc là điều trị những cái bệnh trên da đối với những trường hợp mà bị trong cá. Môi trường ô nhiễm khói bụi trong môi trường, đặc biệt là mùa hè thì da bị tổn thương rất nhiều bởi tia cực tím. Nó làm đứt gãy hệ collagen, nó ảnh hưởng đến hệ collagen dưới da, nó làm cho cái sắc tố melanin dưới da sạm màu, dẫn đến hiện tượng xám và nạm da. Thì vitamin BP nó cũng có tác dụng tốt đối với trường hợp mà da bị tác động bởi tia tử ngoại, và nó có tác dụng là sửa chữa các ADN trên da, do đó nó làm hạn chế cái hiện tượng tổn thương ở trên da do tia cực tím gây ra. Với cái vai trò quan trọng như vậy nên là vitamin BP nó dùng đối với mỹ phẩm mà sử dụng trên da rất là hiệu quả. Chính vì nó có tác dụng tốt đối với da khi bị ảnh hưởng bởi tia cực tím như vậy, nên là vitamin BP nó cũng có khả năng ngăn ngừa tình trạng ung thư da khi da bị tổn thương bởi các tia cực tím. Do đó là khi mà chúng ta dùng các sản phẩm bảo vệ da và có vitamin BP, có các thành phần dưỡng da như vitamin E và có những thành phần vitamin C, thì khả năng bảo vệ da dưới tác động của ánh sáng mặt trời cũng rất là tốt, và cộng thêm vì chúng ta sử dụng kem chống nắng thì sẽ hạn chế được hiện tượng tổn thương trên da, đặc biệt là thời tiết mùa hè, thời tiết ở Việt Nam, khí hậu nhiệt đới, thời tiết mùa hè cái nắng rất là gay gắt, và tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời, đặc biệt là vào thời điểm buổi trưa và đến 2-3 giờ chiều thì ánh nắng rất là gay gắt. Nếu chúng ta mà đi ngoài nắng mà chúng ta không có biện pháp che chắn bảo vệ thì chúng ta chỉ cần ra ngoài một buổi thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy da chúng ta sẽ bị sạm màu nhanh chóng. Và cái khả năng mà bị sạm màu như thế mà bị các tia tử ngoại tấn công lâu ngày thì cái hiện tượng mà
mà da bị tổn thương sẽ khả năng tổn thương sẽ rất là cao. Do đó là dùng những sản phẩm mỹ phẩm mà có tác dụng bảo vệ da và tác dụng được chống được tia tử ngoại như PP thì rất là tốt và có khả năng giúp cho phụ nữ chúng ta có làn da khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa hiện tượng được những hiện tượng nói xa nó là ung thư da do những tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời. Và vitamin PP có một tác dụng cực kỳ đặc biệt và các thuốc một tác dụng nữa, đó là vitamin PP nó có tác dụng bảo vệ và có tác dụng bảo tồn các tế bào của beta đảo tụy. Và như chúng ta biết thì tế bào của beta đảo tụy nó có tác dụng ảnh hưởng rất lớn đối với việc mà của những liên quan đến bệnh lý của đái tháo đường. Và khi mà các tế bào beta đảo tụy không bị tổn thương, không bị ảnh hưởng bởi bị phá hủy bởi những cái hóa chất và những cái tổn thương tế bào, và vitamin PP nó có khả năng là bảo tồn và bảo vệ được cái tế bào tại beta đảo tụy, thì nó sẽ hạn chế và ngăn ngừa được những cái tình trạng mà đái tháo đường có thể gây ra. Vì trong tế bào beta đảo tụy thì nó tiết những cái chất và có thể điều tiết được hệ thống đường huyết trong cơ thể, nó rất quan trọng đối với người tiểu đường. Do đó là vitamin P nó có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào của beta đảo tụy. Liều dùng của vitamin PP thì thường thường đối với người lớn thì vitamin PP dùng khoảng từ 13 đến 19 mg trong một lần, hoặc là có thể chia làm 2 lần trong một ngày. Còn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú thì có thể sử dụng hàm lượng từ 17 đến 20 mg trong vòng một ngày. Và với trẻ em thì chúng ta cũng có thể dùng hàm lượng từ 5 đến 10 mg trên một ngày. Bổ sung vitamin PP tổng hợp từ bên ngoài vào chỉ cần thiết đối với những trường hợp nhu cầu tăng cao và mắc bệnh lý. Còn đối với cơ thể bình thường, chúng ta bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, không cần phải bổ sung PP từ bên ngoài. Ví dụ như trường hợp phụ nữ mang thai, cho con bú, đó là trường hợp nhu cầu tăng cao và bắt buộc phải sử dụng từ bên ngoài. Thế do đó là chúng ta cần phải tăng cường sử dụng. Và những người có xét nghiệm HbA1c trong vòng 3 tháng mà có dấu hiệu tăng, nó là những người có nguy cơ dẫn đến đái tháo đường, thì trường hợp vitamin PP bổ sung thêm với hàm lượng là khoảng từ 13 đến 19 mg cũng là một trong những trường hợp rất là quan trọng, vì nó bảo vệ cho tế bào của beta đảo tụy. Do đó là sử dụng vào trong những trường hợp đó cũng là cần thiết. Còn ngoài ra thì chúng ta khuyến cáo nên sử dụng từ thực phẩm, vì nó tồn tại trong thực phẩm rất là đa dạng. Do đó là bổ sung dinh dưỡng hàng ngày là một điều rất là quan trọng. Trên đây là phần chia sẻ của mình về vitamin PP hay vitamin B3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ tiếp theo.